Hôm nay mình dẫn anh chị em đi ăn với mình là mì chú cá nha, một thương hiệu nổi tiếng của 30-40 năm trước ở đất thành phố Sa Đéc, chủ là người Hoa. Mì rất là nổi tiếng. Rồi mời anh chị em vào quán với mình nha. Thương hiệu không phải là dạng vừa của thành phố Sa Đéc. Xìu đen xong thêm ớt ngâm, ớt này là ớt ngâm chua, người qua người ta hay ngâm ớt chua vậy đó, ớt sắc ngâm chua, đặt tí chanh, nó tí tắc. Rồi mình ăn ớt này không ăn ớt này vậy thôi. Đây có tô mì hoành thánh, mì hoành thánh. Cái bên là giá muốn trụng muốn trụng. Đây là mì chú cá, khơi lại cái kỷ niệm một cái thương hiệu mì nổi tiếng của thành phố Sa Đéc. Đây là hoành thánh, đơn giản thế thôi, một thương hiệu hoành tráng bao nhiêu năm. Bây giờ thì mai một không còn mạnh nữa, do nhiều quán ăn quá. Vẫn ngon nha bà con, rất là ngon. Mì tươi, đây là những đây là mì tươi. Rồi mà anh chị em ăn nha, ăn mì chú cá với mình nha. Ngay vừa điện lực, ngay điện lực đi thẳng vào. Ngã tư này là ở phía trước mình đó là điện lực. Đường phía trước mặt là ngã tư đường Trần Hưng Đạo. Đây đường gì hả? Trần Hưng Đạo. Vẹo vào. Ớt ngâm. Quần thánh nha. Ngon. Một thương hiệu đã chìm sâu bao nhiêu năm nay, mì chú cá. Quy thuật và nước mì, mì rất ngon.
đem thêm hoành thánh. Vâng, hoành thánh à, đem thêm hoành thánh. Rất ngầm, rất ngầm chua, rất là ok, ngon. Một thương hiệu nổi tiếng quá lâu đời. Anh em có dịp thì ủng hộ cho mình chú cá. Mì chua cá ngày nay bán vẫn là ngon, nhưng mà vì nhiều thương hiệu quá nên nó lượng khách nó chậm lại, ít lại, rất là ngon, nổi tiếng như là hủ tiếu Bà Sẩm mình vậy. Rất là ngon, đậm đặc. Ở đây đặc biệt là mì. Đó, ok. Thêm tôm này nữa. Nước vào đây. Okay. Wow, ok. Giá thêm ngon chồng lên chấm thịt bằm mì tươi ngon, mì thường người qua người ta tự làm luôn, người ta tự làm mì, cái mì này không có bán trên thị trường, không phải mua trên thị trường mà để về cũng giống như hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu Sa Đéc này bán đầy, còn mì này là tự làm, người ta làm một chút. Lâu lâu á mình ghé mình ủng hộ thương hiệu cũ, không những một trong những thương hiệu nổi tiếng của thành phố Sa Đéc. Ai là người dân Sa Đéc thì ủng hộ cho những người những cái thương hiệu đã cũ kỹ trải qua thăng trầm nhiều năm. Quán ăn có nhiều thăng trầm. Đây là một trong những cái thương hiệu mà quán bốc của một thời của thành phố Sa Đéc 3-4 năm trước. Khi anh chị em mà đang được thời, có cách không có lại gì. Một ngày nào đó mình suy tàn, mình sẽ thấy rất là quý. Tại bây giờ như vậy, có những cái quán rất là đương thời, được nước
coi khách là nó như là chẳng ra gì, giống là một cái công cụ bình thường. Một ngày là có suy sụp, suy tàn thương hiệu mình mờ dần đi, mình sẽ thấy quý được cái người khách, những cái người khách của mình. Mình ăn ở đây mình cũng thấy quý với người chủ mình lắm, bởi vì người ta đã mai một rồi và cần một hai người khách là người ta vui, người ta quý trọng lắm. Nguyễn Quang hiện tại đang được thời, được khách vô bình thường, có thể người ta muốn đuổi luôn, đông quá mà. Nhưng rồi 30 năm sau thì biết, biết mình là ai, cần người khách còn khó hơn lúc ban đầu. Em người sẽ đến mà nếu có rảnh rỗi thì mình đi ăn này, mình với mình ủng hộ cho một thương hiệu mì đã cũ kỹ. Chất ngon nhưng mà hết thời. Chứ còn người ta cũng vẫn là ok, rất ngon. Không, họ không còn là một ngôi sao nữa. Giống như là nghệ sĩ vậy thôi. Lúc còn đang là ngôi sao thì mình là cái gì cũng là VIP đó. Nhưng mà sao nó mờ rồi, sao nó bị lu rồi thì mình mới thấy được. Khi mà thấy được những muộn mẹ là cái này là cơ vậy thôi, cơ vậy nhìn mình cảm hứng, ai cảm thấy ủng hộ được thì ủng hộ cho những cái thương hiệu đã mai một. Tiền luôn cô ơi, lấy mình gần buổi sáng mình có bán không cô? Sáng có bán rồi. À buổi sáng mình có bán. Người dân dễ ủng hộ dùm. Dạ có đi ngang cho bữa nghỉ. Không có ngày nào nghỉ hết. Ngày nào cũng có bán hết trơn. Dạ, buổi sáng. Sáng mấy giờ cô bán rồi? 7 giờ bán rồi. À, rồi rồi. 7 giờ bán tới 12 giờ trưa. À, dạ. Chiều 4 giờ bán tới 10 giờ khuya. À, vậy ha, 4 giờ. À, vậy là chị nghỉ buổi buổi trưa tí xíu thôi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Bình thường là nhiêu tô con? Dạ tôi nhỏ 30, tôi lớn 40. Mình ăn 2 tô rồi 70. Rồi ok. Anh chị em nào có ăn thì ghé ủng hộ mì chú cá. Dạ. Thương hiệu nổi tiếng của mấy mươi năm trước ạ. Dạ. Cậu ở nước ngoài mới về hả? Dạ con cũng ở đây nhưng mà
lâu lâu con mới đi vô cái đường này, cái con nhớ lại. Vậy hả? Cái tên mì chua cá nổi tiếng bao nhiêu năm nay. Dạ. Ít gì cũng là 30-40 năm ha. Trên nữa. Dạ. Rất là nổi tiếng. Dạ dạ cảm ơn luôn. Rồi. Chào anh chị em nha. Anh em nào ở thành phố Sa Đéc thì có ủng hộ thêm một thương hiệu mì nổi tiếng của trên 30-40 năm trước. Ghé mì chú cá nha. Ok. Cảm ơn. Dạ.